Khi bắt đầu tu tập thì con sinh ra việc chán học, hoàn thành các môn ở trường đại học, chỉ muốn ở một mình thiền định suy nghĩ con sắp tốt nghiệp rồi, vẫn chưa định hướng được cho tương lai. Thứ nhất á, là mình phải xác định cái con đường của mình á, là mình muốn ở đời hay là mình muốn xuất gia. Phải xác định cho rõ. Nếu muốn ở đời á, thì phải xác định ở đời là phải làm việc. Mà hễ làm việc á, thì mình giỏi cái gì, mình phải biết cái kỹ năng của mình. Chứ sư nói thật là hồi xưa không có ai định hướng nghề nghiệp cho sư. Thành ra sư thích máy tính thì mình làm máy tính thôi. Chứ nếu như biết là mình có cái khả năng mà biện luận nó như thế này thì chắc có lẽ sư sẽ rẽ sang một hướng khác rồi. Thì mỗi người có cái khả năng của mình phải hiểu khả năng của mình. Và mình rèn luyện theo cái khả năng đó. Và mình đi làm là để nuôi bản thân và nuôi gia đình của mình. Phải ngồi lại. Bây giờ á, lời khuyên của sư là ngồi lại, hít thở bình thường cho đến khi tâm được định tĩnh á, sau đó hỏi lại chính mình, ý muốn của mình là như thế nào. Nếu chọn con đường ở tại gia thì cái khả năng của mình là khả năng gì, và làm sao để mình sử dụng khả năng đó để nuôi sống bản thân và nuôi sống gia đình.